Sau khi mua bảo hiểm, tiền sẽ được dùng để làm gì? Công ty bảo hiểm lấy tiền ở đâu để trả cho người mua bảo hiểm? Đây là những câu hỏi thường gặp với mỗi người dân khi có ý định mua bảo hiểm. Năm 2017, số vốn đầu tư trở lại từ ngành bảo hiểm đạt hơn 251.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Đây là số liệu mới nhất được công bố bởi Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính. Tiền mua bảo hiểm của quý vị đang được sử dụng như thế nào? Ghi nhận của nhóm phóng viên Bản tin Tài chính Kinh doanh. Năm 2017, cứ 100 đồng đóng bảo hiểm thì 62 đồng được dùng để mua trái phiếu chính phủ, hơn 23 đồng đem gửi ngân hàng, khoảng 8 đồng dùng mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và góp vốn vào doanh nghiệp khác. Có những quy định rất là rõ về giới hạn đầu tư hoặc là những quy định mà yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện trong hoạt động đầu tư của mình. Ví dụ như là với cái danh mục đầu tư về trái phiếu chính phủ thì Việt Nam không có hạn chế đầu tư vào bất động sản hay là góp vốn kinh doanh thì có những cái giới hạn nhất định từ 10 đến 50%. Năm 2017, tổng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp bảo hiểm và nền kinh tế đạt trên 251.000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước đó, trong đó phần lớn nguồn vốn từ bảo hiểm nhân thọ. Tài sản đầu tư thì là những cái tài sản có cái độ an toàn cao, lãi suất cố định. Thời gian gần đây, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng có lựa chọn những cái kênh đầu tư khác như đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp hoặc là các cổ phiếu với mục đích là đa dạng hóa cái danh mục đầu tư cũng như là nhằm tìm cái lợi suất đầu tư cao. Cũng theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ của người dân Việt Nam hiện chỉ là 8%, chưa bằng 1/5 các nước trong khu vực, thậm chí chưa bằng 1/10 các nước phát triển. Bởi vậy, nếu coi bảo hiểm là một kênh dẫn vốn của nền kinh tế, thì dòng vốn vào bảo hiểm nhân thọ cần tiếp tục được khơi thông.